Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với group mới Khủng bố sống lại từ tập số 180. Cảm ơn anh em đã ủng hộ Tiến Phong bằng cách tham gia group này. Cũng hơi muộn nhỉ, mình mới ở quê lên thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tập số 180 ngay bây giờ nhé, để xem Dương Gian sắp phải đối diện với một con quỷ ở dưới tòa nhà đang đi lên sẽ như thế nào, và liệu hai nhân vật đi theo Dương Gian số phận sẽ như thế nào. Mời các bạn lắng nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Sau mấy bước, Dương Gian đã trở lại tầng thứ ba. Hắn đã nhìn thấy Lý Dương. Lúc này sắc mặt của Lý Dương đang căng cứng. Hắn ta liên tục nhìn ngó xuống phía dưới cầu thang, dường như là đang canh chừng phía dưới đó. Còn Jimmy thì lại chú ý đến tất cả dị thường ở phía sau lưng của Dương Gian. Dương Gian lập tức quát to một tiếng. Còn đứng sững ra đấy làm gì? Chạy nhanh lên! Lý Dương có hơi giật mình. Mặc dù đã bị chuẩn bị từ sẵn, nhưng mà dường như hắn ta không nghĩ Dương Gian sẽ lại trực tiếp lao xuống. Với lại tốc độ này cũng quá là nhanh. Nhưng không đợi cho hắn ta suy nghĩ nhiều, trên cầu thang bằng gỗ ở phía sau lưng xuất hiện những tiếng kẹo kẹt. Tuy nhiên những âm thanh này lại phát ra một cách gấp gáp, giống như là đang có ai đó vội vàng chạy xuống từ cầu thang ở phía sau lưng vậy. Tuy nhiên khi nhìn thì bọn họ không hề thấy một ai ở trên cầu thang hết. Lý Dương hoảng sợ hét to: "Chạy mau, Jimmy, chạy mau!" Tuy nhiên Dương Gian lại không có vội vàng rời đi, mà hắn ta khẽ dừng lại một chút. Bởi vì hắn ta biết nếu bản thân chạy càng nhanh thì con quỷ kia cũng sẽ chạy càng nhanh. Nếu muốn rời khỏi đây thì cả ba người phải cùng hành động, di chuyển cùng một nhịp với nhau. Bằng không chẳng mấy chốc nữa con quỷ ở đằng sau lưng bọn họ sẽ bị đuổi kịp. Đến khi đó rời khỏi tòa nhà này sẽ trở nên là bất khả thi. Cầu thang vẫn tiếp tục phát ra âm thanh. Không bao lâu quỷ liền sắp sửa đi xuống đến tầng thứ ba. Lúc này Dương Gian bắt đầu di chuyển một lần nữa. Tốc độ quán rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã chạy xuống tầng 2. Mà hai người Lý Dương cùng với Jimmy ở phía sau cũng đã bám sát. Bởi vì sợ hãi, cho nên lúc này cả hai đang cố hết sức liều mạng chạy xuống phía dưới. Dù cho ba người hành động rất nhanh, nhưng mà không thể nào thoát khỏi tiếng bước chân ở đằng sau. Hơn nữa tiếng bước chân kia còn đang di chuyển nhanh dần, dường như là nó cũng đang cố hết sức đuổi theo bọn họ, khiến cho khoảng cách giữa hai bên không ngừng rút ngắn lại. Dựa theo những gì xảy ra lúc trước, một khi có người bị tiếng bước chân kia đuổi kịp, người đó sẽ bị con quỷ này tập kích. Đồng thời đây còn là một loại nguyền rủa, nhất định phải chết. Bên trong hành lang tối tăm, kìm nén truyền ra những tiếng bước chân gấp rút. Dựa vào tiếng bước chân này, không khó có thể đoán ra được chủ nhân của nó đang nhanh chóng chạy xuống dưới. Với lại tốc độ chạy người này là cực kỳ nhanh. Đồng thời phía sau những tiếng bước chân liên tiếp này còn xuất hiện một tiếng bước chân khác, giống như là có ai đó ở phía sau đang đuổi theo người ở phía trước không chịu buông tha vậy. Nếu nghiêm chỉnh mà nói thì đoạn đường từ tầng 3 xuống dưới chỉ có hai đoạn cầu thang, có thể nói là một đoạn đường cực kỳ ngắn. Dù cố tình thêm đoạn hành lang nối liền giữa hai đoạn cầu thang đi nữa thì một người bình thường cũng chỉ cần dùng không đến 30 giây là có thể đã vượt qua. Thế nhưng hiện tại đoạn đường ngắn ngủi đó lại khiến cho ba người phải cận kề với cái chết. Dương Gian hơi thù một chút. Hắn không yếu ớt như người bình thường, nhưng mà hắn cũng có nghĩ biết nguy hiểm của hắn đang phải đối mặt không phải là chỉ đến từ sau lưng. Việc con quỷ đuổi theo ở trên cầu thang vẫn nằm trong phạm vi tính toán của hắn. Chỉ cần ba người di chuyển nhanh thì có thể sẽ tránh được lần tập kích tiếp theo của nó. Nhưng mà lúc này ở phía dưới đang có con quỷ ở bên trong bức tranh đi lên, hắn thì lại đang đi dọc theo cầu thang để xuống bên dưới. Nên quá trình này hắn sẽ phải chạm mặt với con quỷ kia. Đây là điều không thể tránh khỏi. Hắn không cách nào có thể rời khỏi nơi đây bằng đường cửa sổ được. Lúc này Dương Gián đã đi xuống đến tầng thứ hai, đồng thời vội vàng lao nhanh qua đoạn hành lang ngắn ngủi để đi đến cầu thang thông hướng tầng 1.
Nhưng ngay lập tức, con người quán khẽ co lại. Bởi vì chuyện mán ta kiêng kỵ nhất đã xảy ra. Lúc này con quỷ kia đã xuất hiện ở trước mắt hắn. Một con quỷ mặc quần áo màu đỏ, khuôn mặt khá là mơ hồ, không thể nào nhìn rõ. Hắn chỉ dựa vào một vài điểm đặc thù để nhận ra đây hẳn là một người phụ nữ. Tuy nhiên điều khiến cho người ta chú ý nhất chính là cái đôi bàn tay của con quỷ này. Một đôi tay mịn màng, nõn nà, nhưng mà lại cực kỳ băng lãnh đến mức quỷ dị. Sự khác thường này khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ quỷ dị. Con quỷ trong bức họa. Mặc dù Dương Tan đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, nhưng mà khi phải đối mặt trực diện với con quỷ này, hắn vẫn nhịn không được mà dừng lại một nhịp. Khi đối diện vẫn không còn nhịn mà ngừng dùng một cái. Đây là một loại cảnh giác mà dùng mình một cái. Đây là loại cảnh giác theo bản năng. Nhưng mà dừng lại vì cảnh giác không có nghĩa là con quỷ này dừng lại theo hắn. Con quỷ trong bức họa vẫn tiếp tục đi lên cầu thang. Điều quỷ dị chính là nó không phát ra tiếng bước chân. Phía dưới nó là một cặp chân khá là mơ hồ, không thể nào nhìn rõ, nhưng lại giống như đúc với bức họa. Hắn có thể nhìn ra đại khái, hẳn là cặp chân kia có mang một đôi giày thêu màu đỏ, trông khá là cũ kỹ. Đôi giày thêu này giống như đôi giày trong tấm hình mà tù quỷ đưa cho hắn. Có lẽ người mà tù quỷ muốn chính là nó. Hiện tại Dương Gian đã nhìn thấy. Nói cách khác, khả năng cao hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của tù quỷ. Tuy nhiên điều mà hắn ta cân nhắc lúc này lại không phải là chuyện đó. Chiếc cầu thang nhỏ hẹp đột nhiên bị ngăn chặn bởi sự xuất hiện của quỷ. Căn bản ở trong chỗ này không cách nào có thể chạy ra ngoài phòng. Nếu muốn đi xuống dưới thì hắn nhất định phải đi ngang qua con quỷ này. Nhưng mà hắn không biết khi làm như vậy liệu có bị con quỷ này tập kích hay không nữa. Dương Gian chỉ biết lần trước Vương Tuyền đi ngang qua con quỷ nhưng mà không bị nó tập kích ngay lập tức. Tuy nhiên cuối cùng không đợi hắn ta đi trước mấy bước, con quỷ đã đuổi theo. Thế cho nên mức độ nguy hiểm khi tiếp xúc với con quỷ trong bức họa là cực kỳ cao. Dương tiên sinh, sao cậu đại dương, chạy đi, tiểu bước chân phía sau gần lắm rồi. Lý Dương vội vàng thúc giục. Bởi vì quá hoảng sợ nên sắc mặt hắn ta cực kỳ khó coi. Còn tên Jimmy sau lưng hắn thì đang run rẩy không ngừng. Hai người đã đi đến bên cạnh Dương Gian. Ngay khi bọn họ nhìn thấy thứ ở phía dưới thì liền vội vàng dừng chân. Vậy mà lại có một con quỷ khác đang ở trước mặt bọn họ. Hơn nữa nó còn đang đi lên trên. Động tĩnh mà hắn ta quan sát được trước đó là thật. Ở phía dưới thực sự có quỷ. Lý Dương thiếu chút nữa là ngồi co quắp ở dưới đất. Còn cái tên Jimmy kia thì khóc bù lu bù loa vì không chịu nổi. Hơn nữa còn không ngừng kêu mẹ mẹ gì đó. Dường như là tên này đã chuẩn bị tinh thần cho việc chết ở trong chỗ này, nên đang tưởng niệm đến người thân của hắn ta. Đi thôi, đừng dừng lại. Dừng lại là chết đấy. Ở trong tình cảnh trước sau đều có quỷ, Dương Gian phải đưa ra một quyết định cực kỳ quyết đoán nhưng cũng đầy mạo hiểm. Tiếng bước chân sau lưng càng ngày càng gần. Nó căn bản không cho bọn hắn có cơ hội để lựa chọn, mà lối ra đang nằm ở trước mặt của bọn họ. Bọn họ chỉ còn cách đó chừng là vài mét mà thôi. Nếu hiện tại mà chần chờ rồi lùi bước về phía trước có quỷ chặn đường thì chỉ khiến cho bọn họ chết thảm hơn mà thôi. Còn lao ra ngoài, bọn họ sẽ có cơ hội sống sót. Đương nhiên Dương Gian đang ỉ lại vào nguyên rùa của hộp âm nhạc nên hắn mới có thể làm ra hành vi mạo hiểm như vậy. Nếu đổi lại là trước kia, hắn sẽ không thể nào đưa ra quyết định nhanh như vậy. Ngay lập tức Dương Gian dùng quỷ ảnh che phủ khắp người, sau đó trực tiếp vọt về phía con quỷ phía trước. Con quỷ trong bức họa vẫn còn đang chậm rãi đi lên trên, không hề có dấu hiệu cho thấy nó sẽ dừng lại. Dương Gian từ phía trên lao xuống, quỷ từ dưới đi lên. Trong nhà mắt người và quỷ gặp nhau giữa cầu thang. Dương Gian cũng không có dùng thân thể quán để đối kháng với con quỷ trước mắt này, mà ngay khi hai bên sắp sửa chạm mặt, hắn lập tức duỗi bàn tay quỷ ra với ý định cưỡng ép đẩy con quỷ này sang một bên. Hiện tại bàn tay quỷ đang có một danh ngạch áp chế lệ quỷ. Khả năng nó có hiệu quả khi đối phó với con quỷ này, bởi vì đây chẳng qua chỉ là thứ mà được diễn sinh ra từ bức họa chứ không phải là ngọn nguồn. Dù vậy
hắn cũng không thể nào biết được hành động này có tác dụng hay là không. Đáp án xuất hiện rất nhanh. Đây là không được. Sắc mặt của Dương Gian thay đổi. Bàn tay quỷ quan đã tiếp xúc với thân thể của con quỷ này, nhưng mà với lực lượng con quỷ ảnh và sự áp chế từ bàn tay quỷ, nhưng mà lại không cách nào đẩy con quỷ ở trước mắt sang một bên. Giống như là thứ mà hắn đang chạm vào là một hòn đá vậy. Bất kể dùng bao nhiêu sức lực thì nó cũng không nhúc nhích. Ngược lại, nó vẫn cứ tiếp tục thực hiện hành động lúc trước, đi lên phía trên. Con quỷ này khác với những con quỷ mà trước đó mình từng tiếp xúc. Mức độ khủng bố của nó là cực cao. Rất có thể đây chính là ngọn nguồn thực sự của quỷ hỏa. Không biết có là do Dương Gian còn chưa phù hợp với quy luật tập kích của quỷ, hay là hành động tiếp xúc lớn mật kia quán lại không bị con quỷ này tấn công. Thậm chí con quỷ với khuôn mặt mơ hồ này còn không liếc nhìn hắn, dù chỉ một cái cũng không. Nó không hề có ý định dừng lại. Giống như là trong mắt nó Dương Gian không là gì cả. Nó vẫn cứ tiếp tục đi lên trên. Lúc này Dương Gian không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy, cũng không muốn tìm hiểu vì sao cái con quỷ này lại không có tập kích hắn. Ngay khi hắn nhìn thấy bản thân sẽ không thể nào đẩy được con quỷ sang một bên, thế là hắn liền thay đổi phương thức hành động. Hắn vội vàng nghiêng người lại, sau đó lách qua con quỷ kia, rồi vội vàng xông thẳng ra bên ngoài, rời xa khu vực cầu thang bằng gỗ để tránh bị tiếng bước chân phía sau đuổi kịp. Ở phía sau, Lý Dương nhất thời tỏ ra kinh ngạc khi nhìn thấy hành động đẩy con quỷ sang một bên của Dương Gian, sau đó lại lách người qua một bên con quỷ kia. Vốn dĩ khi nhìn thấy hành động này, hắn ta cũng cảm thấy không có gì to tát. Nhưng khi thực sự đối mặt với quỷ, không hiểu vì sao trong lòng hắn ta lại xuất hiện sự sợ hãi, không tự chủ được mà lùi ra sau một bước. Rốt cục, cái tố chất tâm lý của hắn ta vẫn không bằng cái loại ngự quỷ nhân lâu năm như Dương Gian. Ở trong thời điểm then chốt không có đủ dũng khí để mà đánh cược. Một bước này của hắn ta lại đụng phải người của Diêm Mi phía sau. Lúc này hai người giống như là con chó nhỏ bị dọa cho chết khiếp vậy. Chỉ biết đứng yên tại chỗ, không ngừng run rẩy, không dám tiến hay là lùi. Bởi vì hiện tại tiếng bước chân đã vang lên ở ngay sau lưng của bọn họ, ngay khi hai con quỷ sắp sửa tiếp cận bọn họ. Bên trên cầu thang nhỏ hẹp, không cho bọn họ bất cứ không gian nào để né tránh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ không khó để đoán ra kết cục của bọn họ. Hoặc là bị con quỷ trong bức họa xử lý, hoặc là chết vì tiếng bước chân đáng sợ ở sau lưng. Quả nhiên hai người này vẫn dừng lại. Lúc trước mình đã dặn dò là dù gặp phải chuyện gì cũng không được phép dừng lại rồi. Dương Gian thấy vậy ánh mắt liền trầm xuống. Lúc này hắn ta có thể bỏ mặc hai người này, quay đầu bỏ đi, không thèm quan tâm. Nhưng mà sau đó hắn chợt nghĩ đến hiện tại Lý Dương đã trở thành một vị ngự quỷ nhân, có lẽ sau này sẽ có lúc cần đến những tên này. Jimmy cũng coi như là giúp hắn tìm được vị trí của quỷ họa. Nếu hiện tại cứ vứt bỏ hai người này như vậy thì hắn cảm thấy có chút quá đáng. Dù sao hai người, hai bên cũng là thực sự người xa lạ. Thử một chút xem sao. Nếu cứu không được thì hai người này cũng đừng trách tôi nhỉ. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng mà quỷ ảnh ở dưới chân của Dương Gian đã chạy dọc theo cầu thang gỗ bao phủ về phía hai người kia. Đây chính là con quỷ thứ ba có mặt trong cầu thang gỗ này. Quỷ ảnh cũng không muốn chống đối với bất cứ một con quỷ nào ở bên trong, mà mục đích của nó chỉ là mang hai người kia ra ngoài. Rất nhanh, quỷ ảnh đã bao phủ lên người của Lý Dương và Jimmy, sau đó thì trực tiếp nhấc bổng cả hai lên. Jimmy không thể nào phản kháng, nên tên này lập tức biến thành một con rối, tùy ý bị quỷ ảnh điều khiển. Nhưng mà Lý Dương đã có thể dễ dụa, dường như là chẳng mấy chốc nữa nó sẽ thoát ly khỏi khống chế của quỷ ảnh. Đây là do trong người hắn ta có quỷ, nên nó đang đối kháng lại với quỷ ảnh. Dù sao hiện tại Lý Dương còn chưa quen thuộc, thậm chí là sử dụng năng lực của quỷ trong thân thể. Có tác dụng không đây? Dương Gian dùng quỷ ảnh trực tiếp nhấc hai người lên không trung, sau đó thì lập tức mang cả hai ra ngoài. Tuy nhiên ngay lúc này, tiếng bước chân trên bậc thang đã tiếp cận đến một phạm vi cực kỳ chí mạng. Đồng thời con quỷ trong bức họa cũng đã chạm mặt hai người. Ngay vào lúc này, hai con quỷ sắp sửa va chạm với nhau ở trong cầu thang nhỏ hẹp. Lúc này bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.
có lẽ hai người Jimmy cùng với Lý Dương sẽ bị tiếng bước chân giết chết ngay khi hai con quỷ chạm mặt. Nhưng cũng có thể nói con quỷ cho bức họa thành mục tiêu và bỏ qua hai người. Dù vậy, vẫn có một vài tình huống khác sẽ nảy sinh khi hai con quỷ chạm mặt. Ví dụ như chúng sẽ áp chế lẫn nhau theo một quy tắc tương xung hoặc là tương khắc. Nếu cho hai người nhân họa đắc phúc mà sống sót, hy vọng đang ở trước mắt, nhưng mà đồng thời cái chết cũng là cận kề. Mặc dù dương gian còn có thể chịu đựng được sự uy hiếp từ tử vong, thành công lách qua con quỷ kia và đi qua, bình yên vô sự đi xuống cầu thang, nhưng mà hai người Lý Dương cùng với Jimmy hiển nhiên không đủ can đảm để làm điều đó. Khi phải đối mặt với con quỷ đang từ từ đi lên cầu thang, trong lòng bọn họ sinh ra sự sợ hãi. Chính nỗi sợ hãi này đã khiến cho bọn họ phải lùi bước, không biết nên hành động như thế nào. Cả hai chỉ biết đứng yên tại chỗ, thân thể liên tục run rẩy. Những bước chân đáng sợ kia vẫn nhanh chóng tới gần, căn bản nó sẽ không vì điều này mà dừng lại. Nhưng lúc này Dương Gian ra tay một bước, quỷ ảnh lan dọc theo vách tường ở bên cạnh kéo dài đến người của bọn họ, giống như là một người bình thường đang di chuyển. Quỷ ảnh nhanh chóng đi đến gần hai người kia, sau đó bao phủ cả hai, đồng thời còn cưỡng ép hạn chế hành động của bọn họ, với ý đồ dẫn cả hai người rời khỏi chiếc cầu thang đang cực kỳ nguy hiểm kia. Dưới sự khống chế của quỷ ảnh, hai người bắt đầu nhanh chóng rút lui. Mặc dù Lý Dương có hơi dãy dụa một chút, nhưng mà hành động chống cự lần này là không quá mãnh liệt, vẫn còn trong phạm vi có thể khống chế. Quỷ ảnh mang theo hai người bọn họ sau đó lách qua người của con quỷ ở trong bức họa. Bình thường trên cầu thang nhỏ hẹp này chỉ có thể để cho một người đi lọt. Nếu có hai người đi một bên, một lên một xuống, thì cả hai đều phải nghiêng người để né. Thế nhưng sẽ không bao giờ có chuyện con quỷ này chủ động né sang một bên cho bọn họ đi hết. Khuôn mặt mơ hồ, mặc một bộ quần áo màu đỏ, con quỷ kia vẫn chậm rãi bước tiếp tục lên trên. Mặc dù thân thể nó không hề lớn, nhưng mà lại có thể chặn ngang lối đi. Nếu hai người này muốn đi qua thì chỉ còn cách như là Dương Gian nghiêng người né sang một bên, cố gắng chen qua người của nó, mặc hoặc là không sợ tiếng bước chân phía sau có thể chạy quay lại. Còn việc khi tiếp xúc chính diện với con quỷ này thì có bị nó tập kích hay là không, Dương Gian không hề biết. Nhưng mà hắn biết đó không phải là cách hành. Dựa theo một mức độ nào đó mà nói, tiếng bước chân quỷ dị sau lưng còn nguy hiểm hơn cả con quỷ trong bức họa. Khi đến gần con quỷ trong bức họa, chưa chắc đã bị nó tập kích, nhưng mà một khi để tiếng bước chân kia tới gần thì người đó sẽ phải chết. Không có kết quả nào khác, ngay cả Dương Gian cũng không thể nào ngăn cản được kết quả này. Hắn ta đi lách qua người con quỷ kia. Khi phải tiếp xúc trực tiếp với con quỷ này, hắn ta không cảm giác được thứ ở bên trong bộ quần áo màu đỏ kia là một cỗ thi thể băng lãnh, mà giống như đang tiếp xúc với một trang giấy. Ở bên trong bộ quần áo kia là trống rỗng, không có thứ gì hết, chỉ là một cỗ thân thể hư huyễn. Lúc này cả hai người Jimmy cũng bị quỷ ảnh nâng lên cao, với ý định bay qua đỉnh đầu con quỷ. Khi bị quỷ ảnh khống chế, hắn ta không thể nào dãy giụa, nên lúc này trong cảnh quỷ ảnh xách hắn ta đi chẳng khác nào mang một cỗ thi thể cả. Dương Gian đã giúp hai người này một phương pháp vô cùng đơn giản, nhưng mà trực tiếp để cưỡng ép vượt qua con quỷ trước mặt. Nhưng đúng lúc này, tiếng bước chân sau lưng cũng đã đến gần. Dựa vào tiếng bước chân phát ra ở trên cầu thang gỗ, Dương Gian có thể đoán được nó đang ở ngay sau lưng của cả hai. Nó cũng tiếp cận đến trước mặt con quỷ đang trong bức họa. Chỉ còn chừng 2-3 bậc thang gì đó là cả hai con quỷ sẽ phải chạm trán với nhau. Loại khoảng cách này đã đạt đến mức độ cực kỳ hung hiểm, khả năng cao người của bọn họ sẽ bị tiếng bước chân khủng bố này tấn công. Đồng thời, khi hai con quỷ khác nhau đụng nhau ở trong cầu thang, có lẽ sẽ phát sinh ra một loại biến hóa nào đó mà không thể đoán được. Lúc này khi cả bọn họ đang đi lên lầu, con quỷ trong bức họa đột nhiên dừng lại, không tiếp tục đi lên nữa. Dường như là trước mặt nó có cái gì vô hình đang ngăn cản không cho nó tiến lên phía trước. Tương tự, ngay lúc này tiếng bước chân cũng ngừng. Dường như là nó cũng đang dừng lại ở bậc thang nào đó, không tiếp tục đi xuống nữa.
hoặc là tiếng bước chân này cũng đang bị con quỷ bên trong bức họa ngăn cản. Giờ phút này, cả hai bên giống như đang rơi vào tình thế giằng co, không ai nhường ai. Chúng đang dùng một phương thức nào đó để không thể hiểu được để đối kháng với nhau ở trong hành lang nhỏ hẹp này. Đúng lúc này, quỷ ảnh của Dương Gian đột nhiên bị quấy nhiễu, giống như là nó có một loại lực lượng linh dị vô hình đang can thiệp đến tất cả mọi thứ xung quanh. Điều này khiến cho quỷ ảnh vốn đã đứng thẳng, xách hai người kia xuống dưới, đột nhiên trở nên vặn vẹo, khẽ lắc lư, cuối cùng là không thể nào hoàn toàn khống chế được. Dầm một tiếng, vừa mới đi ngang qua người của quỷ trước mặt, do quỷ ảnh bị quấy nhiễu nên cả hai người Lý Dương và Jimmy bị nó vứt thẳng xuống đất, vang lên một tiếng rầm. Cả hai ngã trên bậc thang, sau đó lăn xuống phía dưới. Cũng may khi dư hai người này, quỷ ảnh không dơ quá cao. Mặc dù bị quỷ ảnh quăng xuống đất khá là hung ác, nó cũng không có ngất đi, cũng không chịu vết thương nào. Tranh thủ thời gian đứng dậy, sau đó đi ra khỏi tòa nhà này. Lúc này cũng coi như là Dương Gian vừa cứu bọn họ một mạng. Sau khi xong việc, hắn không chút do dự lùi ra phía sau, rời khỏi cánh cửa của tòa nhà này. Đến khi hắn lùi ra đến tận đường lớn, thì quỷ ảnh đang vặn vẹo ở dưới chân hắn mới có thể khôi phục lại bình thường. Quỷ không tạo ra động tĩnh nào sao? Sau khi bản thân đã thoát khỏi chỗ nguy hiểm, Dương Gian liền nhìn chằm chằm vào bên trong cầu thang, nơi nó đang diễn ra cuộc giằng co giữa hai con quỷ. Tiếng bước chân biến mất cùng với con quỷ trong bức họa đã dừng di chuyển. Những việc này hắn có thể nhìn thấy, có thể nghe được, tuy nhiên hắn lại không thể nào biết được giữa hai con quỷ này đang là xảy ra chuyện gì. Khoan đã, có cái gì đó không thích hợp. Dương Gian đột nhiên nhìn thấy, vốn dĩ lúc nãy hắn không thể nào nhìn rõ con quỷ trong bức họa, chỉ có thể thấy bộ dáng hơi mơ hồ của nó, nhưng mà hiện ra nó dần dần trở nên rõ nét hơn. Thậm chí lúc này hắn có thể nhìn thấy được rõ hai chân của nó. Lúc trước đôi chân này chỉ được phác họa ra mà thôi, không phải là thực thể. Mọi chuyện đang diễn ra giống như đang giúp con quỷ này trở nên chân thực hơn. Chẳng lẽ tiếng bước chân trên bậc thang kia là một phần ghép hình của con quỷ trong bức họa? Lúc này Dương Gian đột nhiên ý thức được điều gì đó, sắc mặt không khỏi biến đổi. Việc quỷ ghép hình sẽ không có cần sự chỉ định, giống như quỷ chết đói lúc trước vậy. Ban đầu nó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, có làn da màu xanh đen. Nhưng mà sau khi hoàn thành việc ghép hình, nó đã biến thành một người mặc áo quỷ liệm, cực kỳ đáng sợ. Hình dạng bên ngoài của quỷ sẽ căn cứ theo những thứ quỷ dùng để ghép hình mà thay đổi theo. Hiện tại con quỷ trong bức họa này đang phát sinh một sự thay đổi nào đó. Nếu mọi chuyện đúng như là phỏng đoán của mình, như vậy một khi bước chân lên cầu thang trở thành phần ghép hình của con quỷ này, mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ khó giải quyết. Chỉ là quỷ họa thôi đã đủ năng lực để đoàn diệt một đội ngũ ngự quỷ nhân nước ngoài. Nếu hiện tại đã có thêm tiếng bước chân này, phải... Nếu hiện tại đã có thêm tiếng bước chân hẳn phải chết này, chẳng khác gì độ nguy hiểm của con quỷ này được tăng lên gấp bậc. Nếu là ngự quỷ nhân bình thường, một khi tới gần nó thì sẽ chết ngay lập tức. Chứ chưa nói gì là đến việc bản thân quỷ họa vẫn còn tồn tại một loại quy luật giết người mà không ai biết. Ngay khi con quỷ này xảy ra biến hóa, hai người Lý Dương cùng với Jimmy đang lồm cồm bò dậy dưới đất, không đợi đứng vững, cả hai liền hoảng sợ chạy ra phía ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất để mà cách tòa nhà này một khoảng cách xa nhất, cố gắng cách con quỷ đang đứng trên cầu thang càng xa càng tốt. Nên đi thôi. Thế bọn họ chạy đến, Dương Gian lập tức nói, hiện tại mặc kệ con quỷ này đã là nguy hiểm đến mức nào, việc hắn cần làm hiện tại chính là nghĩ cách rời khỏi đây. Lúc này coi như là hắn đã tìm ra được ngọn nguồn của quỷ, đã được tính là hoàn thành nhiệm vụ tù quỷ rồi. Bởi vì hắn đã tiếp xúc trực tiếp với con quỷ này, cho nên hắn có thể khẳng định con quỷ này khác với những con quỷ của bức tranh sơn dầu khác. Một cái danh ngạch áp chế mà hắn vừa dùng là minh chứng tốt nhất để chứng minh cho chuyện này. Với mục đích của chuyến đi này chính là nghĩ cách hoàn thành giao dịch với tù quỷ. Lúc này ba người cũng không có quay đầu lại mà bắt đầu rút lui. Tốc độ di chuyển của họ rất nhanh, hầu như đều chạy. Dương Gian cũng không có ngoại lệ.
Dù sao hiện tại quỷ vực quán cũng đang bị áp chế. Tuy nhiên vì cơ năng của thân thể Dương Gian không giống với người bình thường, hắn đã vượt qua cực hạn mà một người sống có thể đạt được. Cho nên tốc độ quán cực kỳ nhanh, đồng thời còn không có cảm giác được sự mệt mỏi. Nếu không phải là cân nhắc đến việc thân thể sẽ bị hỏng, thì hắn có thể tiếp tục chạy như thế này mãi. Chỉ là hai người ở sau lưng hắn đương nhiên không có được dạng thể lực này. Dưới sự thúc giục của sợ hãi, cả hai chạy giống như là dùng đô binh, chạy cực kỳ nhanh. Nhưng mà cuối cùng cả hai vẫn đã gặp phải mệt mỏi, ngồi co quắp ở dưới đất, thở hồn hà hồn hển. Dương Gian nhìn bọn họ, rồi nói với giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Không còn thời gian để nghỉ đâu. Phía trước chính là nơi mà hai người từng ẩn núp. Nhân lúc con quỷ kia còn chưa xuất hiện, tốt nhất hai người nên nắm bắt đi cơ hội này. Tôi sẽ không chờ hai người quá lâu. Nếu còn trì hoãn thời gian, tôi sẽ phải đi trước một bước thôi. Tôi hiểu rồi. Dường như là khi trở thành ngự quỷ nhân, thân thể của Lý Dương đã phát sinh một loại biến hóa nào đó. Sau khi hít thở một lúc, hắn đã khôi phục lại được thể lực, liền vội vàng chạy về phía mà trước đó bọn họ đã từng ẩn núp. Dương Gian chỉ nhìn qua một chút, bởi vì phần lớn lực chú ý quán đang dồn về phía trước đó bọn họ rời đi. Con quỷ trên cầu thang không ngăn cản được quỷ trong bức họa quá lục. Với lại chỗ này đang là thế giới của quỷ họa, cho nên khả năng chỉ sau một giây nó liền xuất hiện trước mặt quán cũng không phải là chuyện không có khả năng. Vì thế trước khi rời khỏi thế giới của quỷ họa, Dương Gian sẽ không bao giờ buông bỏ cảnh giác. Thời gian tiếp tục trôi qua. Không đến 5 phút, ở trong tòa nhà này bên cạnh lập tức có một đám người sống sót hoảng hốt chạy ra. Số lượng người còn nhiều hơn trước một chút. Mặc dù đám người có hơi lộn xộn, nhưng mà hành động đều là thống nhất, không có ổn nào, cũng không một ai bỏ rơi lại phía sau. Dựa theo một ý nghĩa nào đó mà nói, những người này được chuyện linh dị sàng lọc qua một lần, cho nên có thể sống đến hiện tại cũng không phải là hoàn toàn là dựa vào may mắn. Dựa theo giao kèo lúc trước, mấy người đã dẫn đường cho tôi, đồng thời đã hỗ trợ tôi tìm ra vị trí con quỷ kia. Vì thế tôi sẽ mang theo mấy người rời khỏi đây. Ở trên đoạn đường rời đi có lẽ sẽ gặp nguy hiểm, nhưng mà đừng có hy vọng là tôi sẽ cứu mấy người, bởi vì không một ai có thể sống sót khi chạm mặt con quỷ kia. Vì thế mấy người nên tự cầu phúc cho bản thân đi. Dương Gian liếc mắt nhìn qua cả đám một chút, sau đó hơi cảnh cáo bọn họ. Lý Dương lập tức phiên dịch lại tất cả những lời anh ta nói cho đám người kia nghe. Tất cả đều trầm mặc, không một ai có ý kiến, xem như là ngầm đồng ý với câu nói của Dương Gian. Tốt, vậy chúng ta lập tức lên đường. Nhìn đứt qua đám người này, hắn phát hiện ra người đàn ông tên là David đã bị hắn đá lúc trước không có trong đội. Tên này bị hắn đá cho một cú, mặc dù chưa có chết, nhưng mà khả năng cao là cũng chả thể nào động đậy được nữa. Mà trong cái thời điểm mấu chốt như thế này, không có ai là muốn mang theo một sự vướng bận ở trên người cả. Cho nên cái tên David kia đã bị đám người kia bỏ lại. Đây là một quyết định khá bình thường. Lúc Dương Gian và bạn cùng lớp quán từng gặp vài chuyện kinh dị ở quỷ chết đói, biểu hiện của những người bạn kia cũng giống như thế này. Đồng thời trong quá trình chạy trốn, không hãm hại người khác thì đã coi như là may mắn rồi. Không nói thêm điều gì, Dương Gian bắt đầu chạy về phía trước. Một đám người sau lưng cũng nhanh chóng đuổi theo. Chết tiệt. Diệp Mì còn chưa hồi phục lại thể lực, đang thở hổn hển hồn hển, nhìn thấy đám người lại phải tiếp tục chạy, hắn ta không nhịn được mà chửi tục một tiếng. Nhưng không chạy được bao lâu, Dương Gian lại phát hiện ra điều gì đó không có phù hợp. Khi đến đây hắn dùng không bao nhiêu thời gian là có thể đi, có thể đi vào cái bối cảnh một bức tranh khác. Nhưng mà hiện tại khoảng cách này dường như bị kéo dài, hoặc là bối cảnh của bức tranh đã trở nên lớn hơn, khiến cho vốn dĩ là một con đường không quá dài đã trở nên cực kỳ xa. Thành thị ở nước ngoài không hề thay đổi kích thước, vẫn giống như khi mình đi đến đây. Thứ thay đổi chính là bối cảnh của thành phố Đại Kinh. Tòa thành thị này đang trở nên lớn. Chả lẽ trong đoạn thời gian này chuyện kinh dị quỷ họa đã trở nên nghiêm trọng hơn. Mặc dù Dương Gian phát hiện sự khác thường, nhưng mà hắn không hề dừng lại mà vẫn tiếp tục chạy. Đây là phương pháp ngốc nghếch và kém cỏi nhất, nhưng mà cũng là phương pháp duy nhất để rời khỏi thế giới của quỷ họa. Không phải nói trở nên lớn hơn, mà là đang tiến vào một bức ảnh bức tranh khác của quỷ họa. Trong lòng Dương Gian thầm tính toán,
Trước đó khi đi tìm kiếm quỷ họa, hắn đã từng đi qua bối cảnh của ba bức tranh. Đầu tiên là bức tranh hắn treo ở trong biệt thự, thứ hai là bức tranh vẽ thành phố Đại Kinh, và cuối cùng là nơi đám người Lý Dương đang ẩn núp, một bức tranh và có bối cảnh của một thành phố nào đó ở nước ngoài. Nhưng mà hiện tại lại có bức tranh thứ tư của quỷ họa xuất hiện trong quãng thời gian hắn đang tìm kiếm quỷ họa, đồng thời nó lại bù đắp khoảng trống giữa bức tranh thứ nhất và bức tranh thứ hai, cho nên hắn mới cảm giác được khoảng cách phát sinh sự biến hóa. Dương Gian, xong rồi, con quỷ kia đi theo chúng ta. Nhưng mà đúng lúc này Lý Dương đột nhiên tăng tốc chạy về phía trước, vừa chạy tới này vừa chỉ tay về phía sau lưng. Dương Gian chạy phía trước cũng luôn chú ý đến tình cảnh ở phía sau. Ngay khi bị lời nói của Lý Dương cảnh tỉnh, hắn liền vội vàng nhìn về phía đó. Ngay lập tức, hắn nhìn thấy một bóng người quỷ dị màu đỏ đang đứng ở giữa đường cách bọn họ chừng 3-4 mét. Tuy nhiên không đợi hắn nhìn rõ ràng thì bóng dáng màu đỏ kia lập tức bước chân đi về phía bọn họ. Mặc dù tốc độ của nó rất chậm, nhưng mà vì khoảng cách quá gần nên không mất bao lâu nữa nó có thể tiếp cận đến bọn họ. Với lại chỗ này là quỷ vực của nó, nên đừng thấy nó chậm mà tưởng nhầm. Dù cho nó không bước đi mà chỉ đứng yên tại chỗ, thì chỉ nháy mắt nó cũng có thể xuất hiện trước mặt mục tiêu mà nó muốn. Trong đám người đã có một gia hỏa xui xẻo nào đó bị quỷ để mắt tới. Dương Gian lập tức ý thức được vấn đề. Quỷ sẽ không vô duyên vô cớ đi theo mọi người, nó không rảnh đến nỗi mức đó. Khi quỷ đi theo một ai đó thì có nghĩa là cái loại khả năng kia đã xuất hiện, người trên đó đã kích hoạt điều kiện giết người, trở thành mục tiêu của nó. Là ai đã bị quỷ để mắt tới? Là hai người Jimmy và Lý Dương tiếp xúc với con quỷ lúc trước sao? Hay là con quỷ này đang nhắm vào mình? Ánh mắt Dương Gian lập tức nhìn về phía hai người bọn họ. Khả năng người may mắn còn sống sót này đã bị quỷ để mắt là không lớn, bởi vì nếu bọn họ bị quỷ nhắm đến thì đã chết từ lâu rồi, căn bản không thể nào sống cho tới bây giờ. Cho nên hắn nghĩ rằng xác suất ba người bọn họ bị quỷ nhắm đến là cao hơn. Nếu người bị quỷ để mắt đến là mình, vậy dù có tiếp tục chạy nữa cũng sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì cả, sau đó cũng sẽ bị nó tập kích. Dương Gian dừng lại, rồi trực tiếp túm lấy Lý Dương bên cạnh, đồng thời dùng quỷ ảnh giữ tên Jimmy. Hai người dừng lại chỗ này với tôi, khả năng cao quỷ nhắm vào chúng ta mà đến. Cậu nói cho những người sống biết, để bọn họ tiếp tục chạy đi, đừng ngừng lại. Hắn cần phải phán đoán tình thế. Tốc độ chạy của những người may mắn còn sống này rất chậm, trong vòng 1-2 phút sẽ không thể nào chạy xa. Mà thứ hắn cần chính là trong một vòng 2 phút đó bỏ rơi được con quỷ phía sau, rồi đuổi theo đám người. Lại là chúng ta sao? Lần này thiếu chút nữa Lý Dương đã phải bật khóc. Vốn hắn ta đã cho rằng bản thân có thể bình yên vô sự rời đi nơi này, không ngờ tại cái thời khắc mấu chốt lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không còn cách nào khác, hắn ta không thể nào thoát khỏi tay của Dương Gian để chạy trốn một mình được. Dù sao hắn ta cũng không hề biết lối ra nằm ở đâu. Không cần quá khẩn trương, khỏi lẽ đây chỉ là một con quỷ trong bức tranh khác. Nếu đây là con quỷ ngọn nguồn, hiện tại nó đang hướng về ba người chúng ta mà đến, thì chúng ta phải nghĩ cách rời bỏ nó lại chỗ này. Sắc mặt Dương Gian trở nên cực kỳ lạnh lùng. Không biết từ lúc nào mà trong tay hắn đã có thêm một thanh xài đao loang lổ quỷ dị. Thanh xài đao này là thứ mà hắn luôn luôn mang theo trên người, chỉ là trước giờ không có cơ hội thích hợp để dùng nó mà thôi. Tuy nhiên hiện tại hắn chỉ còn lại một danh nghịch áp chế lệ quỷ. Xét theo góc độ nào đó mà nói, lúc này hắn cũng chỉ có thêm một lần mà không phải là trả giá. Sau đó Dương Gian không biết nếu hắn tiếp tục dùng cái thứ này thì hắn sẽ phải trả một cái giá như thế nào. Mặc dù không biết được cái giá nó là gì, nhưng mà hắn lại biết được cái giá đó chắc chắn cực kỳ lớn, thậm chí hắn có thể là phải đánh đổi mạng sống. Nhưng lúc này hắn không có thời gian để quan tâm nhiều như vậy. Nếu hắn bị con quỷ này để mắt đến, chắc chắn hắn sẽ không nào chạy ra ngoài được, bởi vì chỗ này chính là quỷ vực của quỷ họa. Nó hoàn toàn có thể nhốt hết bất cứ một ai, sau đó sẽ liên tục tập kích không ngừng nghỉ,
Ở trong trường hợp như vậy, không có một ai có thể chống chọi được với con quỷ này. Ngay cả một nhóm ngự quỷ nhân ngoại quốc cũng bị nó tiêu diệt, huống gì là Dương Gian, chỉ có một mình chứ. Cho nên Dương Gian không hề có ý định dây dưa với nó. Ở trong đầu hắn vẫn còn vang vọng nguyền rủa của hộp âm nhạc. Lúc này thời gian là thứ cực kỳ quan trọng đối với hắn ta. Dương Gian thầm nghĩ trong lòng. Tình cảnh vừa nãy trong hành lang, cả ba chúng ta đều nhìn thấy, đều tiếp xúc với con quỷ. Nếu khả năng cao chúng ta phù hợp với điều kiện giết người của nó, nhưng mà mục tiêu quỷ chắc chắn là chỉ có một người, cho nên mình có 1/3 khả năng bị quỷ để mắt tới. Quả nhiên thời gian quá ngắn, tiếng bước chân trên cầu thang không ngăn con quỷ trong bức họa lại được quá lâu. Nếu không có lẽ cả đám đã có thể bình an vô sự mà rời đi. Lý Dương nói: "Tôi đã nói cho bọn họ biết, đồng thời bảo bọn họ tranh thủ thời gian chạy đi. Nhưng mà chúng ta phải làm sao đây? Liệu chúng ta có ngăn cản được cái thứ này không vậy?" "Không cần ngăn lại, chỉ cần dẫn quỷ rời đi là được. Con quỷ kia không thể nào nhắm vào cả ba chúng ta cùng một lúc. Khả năng cao chỉ là một trong ba người chúng ta mà thôi, hoặc là một người nào đó trong nhóm người kia. Nhưng mà theo suy đoán của tôi thì khả năng ba chúng ta sẽ cao hơn một chút. Vì thế mà tôi mới để hai người đừng lại." Dương Gian bình tĩnh nói: "Cậu đứng bên phải đi, bảo với Jimmy đi qua bên trái. Còn tôi sẽ đứng ở giữa. Tôi muốn biết ai là người bị con quỷ kia để mắt tới. Bất kể là ai trong hai người bị quỷ để mắt đến, người đó sẽ phải lưu lại chỗ này, không thể rời đi. Nếu không, điều đó sẽ thành hại chết chết tất cả mọi người." Lý Dương tỏ ra khá kinh ngạc và nhìn về phía hắn, ở trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. Dương Gian nói: "Đừng có nhìn tôi như vậy. Chả lẽ cậu cho rằng bị quỷ ảnh để mắt đến còn có thể cứu được hay sao? Phiên dịch lại lời của tôi cho Jimmy kia nghe đi." Lý Dương nuốt nước miếng, khẩn trương hỏi: "Nếu người bị quỷ để mắt đến là Dương tiên sinh thì sao? Vậy chẳng phải toàn bộ chúng tôi đều không thể ra ngoài được hay sao?" Dương Gian nói: "Tôi sẽ thử đối kháng với nó. Nếu thành công thì tôi sẽ không có việc gì. Nhưng mà nếu tôi thất bại, tôi cũng sẽ chỉ có thể chỉ đường cho mấy người mà thôi. Còn về sau đó có ra được hay không thì phải nhìn vào vận khí của mấy người. Đương nhiên khả năng thất bại của hắn là rất nhỏ. Có thanh xài đao quỷ dị ở trong tay. Ngoài ra hắn còn có búp bê thế mạng đang đeo ở bên người. Cho nên khả năng hắn chết sẽ không thể nào xảy ra dễ dàng như vậy. Chỉ là hắn đã phải đánh đổi một số thứ mà thôi." Lý Dương không có hỏi thêm nữa, mà lập tức phiên dịch lại toàn bộ lời nói của Dương Gian cho Jimmy nghe. Hành động cưỡng chế lưu hai người Lý Dương và Jimmy lại cũng là vì Dương Gian đoán người mà quỷ để mắt đến chính là một trong ba người. Lúc này không phải là lúc chứng tỏ hay là làm anh hùng gì đó, mà là cần phải có một người nào đó phải trả giá bằng tính mạng. Muốn có thể bình an vô sự rời đi khỏi cái thế giới quỷ họa mà vẫn còn sống là điều không thể nào. Bởi vì một khi mục tiêu mà quỷ nhắm đến chưa chết thì con quỷ này sẽ không ngừng hành động, liên tục tập kích. Từ trước đến giờ, Dương Gian chưa bao giờ nhìn thấy con quỷ sẽ chủ động từ bỏ mục tiêu. Bất kể thế nào, một khi trở thành mục tiêu mà quỷ nhắm đến, người đó sẽ phải tiếp nhận tập kích của quỷ ít nhất là một lần. Sau lần tập kích cực kỳ nguy hiểm của quỷ, người bình thường chắc chắn sẽ phải chết. Đây là điều không thể nghi ngờ. Thế nhưng ngự quỷ nhân thì lại khác. Bọn họ chưa chắc sẽ phải chết, chỉ cần đỡ được đòn tập kích của quỷ là có thể sống. Tới rồi. Lúc này sắc mặt của Dương Gian cực kỳ căng thẳng. Cách đó không xa, có một con quỷ mặc quần áo màu đỏ, khuôn mặt mơ hồ, đang dần dần đi tới. Cách thức di chuyển của nó cực kỳ quái dị. Rõ ràng tốc độ di chuyển của nó không nhanh, vậy mà khoảng cách giữa hai bên rút ngắn rất nhanh, giống như là một đoạn phim băng bị tua nhanh vậy. Tuy nhiên hành động tua nhanh này lại không phải là do con người điều khiển. Tất cả mọi người chỉ có thể động, bị động, chờ cho quỷ đến. Dương tiên sinh, có tiếng bước chân. Nhưng đúng lúc này, Lý Dương đang đứng bên phải con đường đột nhiên hoảng sợ nhìn về Dương Gian. Mặc dù đây là câu hỏi của anh ta, nhưng mà lại lộ ra vẻ cực kỳ bất an. Là một người sống sót trong chỗ này mấy tháng,
hắn ta từng có dịp nhìn thấy con quỷ này với khoảng cách gần. Mỗi lần con quỷ này xuất hiện đều là vô thành vô tức, nhưng mà lần này lại khác. Vậy mà nó lại phát ra những tiếng bước chân đầy quỷ dị. Đối với ba người bọn hắn, tiếng bước chân này không có quá xa lạ nữa. Lúc trước trên cầu thang bằng gỗ của tòa nhà kia, bọn họ đã từng nghe qua cái tiếng bước chân này một lần. Tiếng bước chân này là của một con quỷ khác nào đó mà bọn họ không nhìn thấy. Không cần Lý Dương nhắc nhở, Dương Gian cũng đã nghe thấy. Phong xin ngừng ở đây mọi người nhé. Và xin gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào, cảm ơn mọi người đã ủng hộ vào group.